Rồi hàng hiếm nè anh em ơi, sườn MD 50 sân cơ nha anh em, đúng sườn của MD sân cơ nè. À, chỗ này nó có cây này và chỗ này là nó sẽ có cái cục này ha, đó là của MD sân cơ nha anh em. Đó, MD sân cơ, đúng sườn của MD sân cơ nha. Sườn rã xe nội địa Nhật về, sơn zin 100% nha. Đó, hàng hiếm nha, lâu lâu mới có 1-2 cây thôi. Đây mình có về 2 cây nè. Đó, sườn toàn bộ là sơn zin 100%, không bắn tút nha anh em. Đó. Mình bán giá một cây là 1,4 triệu một cây nha anh em. 1,4 triệu một cây. Anh em cần thì alo mình nha. Đó, sườn zin hết. Đây. Sườn sơn zin 100% nha anh em. Rất là đẹp nè, lượng trong còn găng ti à, sơn găng ti luôn. Đó, đúng sườn rã xe nội địa Nhật về. Anh em về vô MD Tam 78 là ok nha. Đó, có 2 cây nha anh em. Giá 1,4 triệu một cây thôi. Anh em cần xài alo mình. Sườn MD 50 sân cơ, sườn zin đẹp. Rồi, có 2 cây anh em cần xài alo mình nha anh em.